Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Ở những tập trước mình đã chia sẻ cách nấu ragu bò, ragu sườn, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau nấu món ragu gà nha các bạn. Các bạn dùng công thức này nấu cho gia đình hay đám tiệc đều rất ngon. Nấu ragu không hề khó, chỉ cần làm đúng theo video này chắc chắn sẽ thành công. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay thôi. Các bạn có thể xem lại những cách nấu ragu khác. Những dụng cụ nấu ăn mình hay dùng có để link ở bên dưới phần mô tả của video. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Để nấu ragu gà, các bạn nên chọn mua gà già một chút ha. Khi nấu thịt không bị bở, món nấu sẽ ngon hơn đó các bạn. Các bạn mua được gà ta là ngon nhất nha. Mình dùng hỗn hợp muối, gừng giã nhuyễn và một ít rượu trắng chà sát lên mình gà, bên trong lẫn bên ngoài, rồi rửa lại với nước cho thật là sạch ha. Bây giờ mình chặt gà ra thành từng miếng vừa ăn. Chặt miếng vừa như thế này là được nè các bạn. Con gà này nó hơi nhỏ nên mình dùng thêm 3 cái đùi gà nữa nha. Cũng chặt ra giống như vậy luôn. Hành tỏi thì mình cắt ra và cho vô cối xay cho nhanh. Các bạn có thể băm nhỏ cũng được. Bây giờ ướp thịt trước cho thấm nè. Cho vào thố 1kg thịt gà, khoảng hơn 2 pound đó các bạn. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi xay nè, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Nếu không có bột gừng thì các bạn thay thế khoảng 3 gram gừng tươi ha. Lượng gừng mình dùng rất là ít nha các bạn. Nửa muỗng cà phê ớt bột paprika để tăng thêm màu sắc cho món ăn. Nếu không có cũng không sao nha các bạn. Sau đó các bạn trộn đều và để ít nhất là khoảng 30 phút. Nếu có thời gian các bạn có thể ướp từ 2 đến 8 tiếng thì càng ngon nha. Nếu ướp lâu thì các bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt được tươi nha. Trong khi chờ thịt gà thấm, mình bào vỏ khoai tây nè. Chuẩn bị một thau nước, cho vào một muỗng cà phê muối, hòa tan. Cà rốt thì các bạn cũng bào sạch vỏ. Xong rồi các bạn cắt khoai tây ra thành khối vuông cạnh khoảng 3cm như thế này. Bạn nào có cái sắn như mình thì mình dùng cho đẹp ha. Củ cà rốt này to nên mình sẽ tỉa đơn giản như vậy, rồi cắt khoanh dày khoảng 2cm. Sau đó cho hết qua thau để rửa. Rồi mình rửa lại một lần nữa cho sạch và để ráo nước. Hành tây thì mình cắt múi cao để cho vô sau cùng nha. Bây giờ đến công đoạn chính là nấu ragu. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu và 30g bơ lạc. Cho hành tỏi vào phi thơm. Sau đó cho gà vào xào. Tăng lửa trên mức trung bình. Và mình xào khoảng 5 phút. Khi thấy gà săn lại thì mình tiếp tục cho sốt cà chua vào. Mình sử dụng sốt cà chua hộp cho tiện nha. Mình thấy cũng rất ngon. Hộp này là 425g. Mình cho vào khoảng 2/3 hộp vào trước nha các bạn. Lưu ý các bạn dùng sốt cà chua chứ không phải là tương cà ketchup nha. Tương cà ketchup là một loại nước chấm có gia vị nên mình không dùng cho món này nha các bạn. Các bạn có thể dùng cà chua tươi, xay nhuyễn rồi mình làm sốt cũng được ha. Mình tiếp tục xào thêm 3 phút nữa cho gà thấm sốt. Bây giờ thì mình cho ra nồi để nấu. Các bạn có thể xào trong nồi rồi mình nấu luôn cho tiện cũng được. Cho vào 500ml nước dừa và 300ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi cũng được nha. Khi nước sôi có bọt, nhớ hớt bọt nha. Sau đó hạ lửa nhỏ, đậy nắp
và mình ninh cho thịt gà mềm. Trong lúc chờ gà mềm thì mình đi chiên khoai nha các bạn. Bước này giúp khoai chín mềm mà không bị rã khi nấu. Cho dầu vào chảo nè. Dầu nóng rồi thì mình cho khoai vào chiên. Trở đều khoai. Khi thấy khoai hơi vàng xém như vậy là được. Nếu bạn nào không thích dầu mỡ thì mình có thể bỏ qua bước chiên này cũng được ha. Sau 30 phút, thịt gà đã mềm rồi các bạn. Lưu ý thời gian để cho thịt gà mềm cũng tùy vào là gà tơ hay già nữa nha. Mình nêm vào 1 muỗng canh bột nêm gà, nửa muỗng canh đường, trộn đều và mình thử lại. Theo mình rất là vừa, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị gia đình ha. Lúc này mình cho cà rốt và khoai tây vào. Sôi khoảng 5 phút nữa là gà và khoai đã mềm vì đã được chiên chín sơ rồi đó các bạn. Phần cà chua còn lại các bạn cho hết vào luôn. Thêm 20g bơ lạc vào sau cùng cho thơm nè. Tiếp theo thì mình cho hành tây. Mình tắt bếp nha. Món ăn đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mình múc ra tô. Rắc tiêu cho thơm nè. Trang trí lên một ít ngò rí. Mình cùng nhau thưởng thức thôi. Món ragu gà này màu sắc phải là màu hơi đỏ cam, đặc trưng của sốt cà. Vị phải hơi ngọt nhẹ để cân bằng vị chua của sốt cà. Vị mặn vừa phải để ăn cùng với bánh mì hoặc là ăn không cũng được. Thịt gà mềm ngọt rất là thấm vị. Cà rốt khoai vừa chín tới, mềm nhưng không bị rã. Nước sốt có độ sánh nhẹ, thơm lừng đặc trưng của sốt cà. Béo nhẹ, thoang thoảng mùi bơ, chấm với bánh mì rất là ngon. Mình thường nấu món này cho gia đình ăn ai cũng thích. Gia vị đơn giản, dễ nấu nhưng hương vị rất tuyệt. Ngoài thịt gà, các bạn có thể thay thế bằng thịt bắp, nạm bò, sườn heo hoặc thịt nạc vai nấu món này cũng rất ngon. Các bạn vào link bên dưới phần mô tả để xem nha. Chúc các bạn có nồi lagu gà thật ngon. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, bấm đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.